Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm video về cách thay răng gầu máy xúc. Mình sẽ thay răng gầu cho máy xúc Komatsu. Thay răng để mình lắp cái bàn đó các bạn. Đầu tiên chúng ta phải có búa. Và phải đóng răng. Đâu nhỉ? Dùng cái này chúng ta đóng một chút răng các bạn ạ. Răng gầu nó bị mòn quá à, không nó lắp này các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy đây. Đóng hai chốt nó có cái chốt để giữ răng đấy các bạn. Đây này mình sẽ tháo hai cái răng ngoài ra để nắp cái bàn trang này vào thế. Để xúc cát các bạn ạ. Mình sẽ lỗ máy để cho cái bàn đó các bạn. Lắp cái này là xúc cát dưới tàu các bạn, cho đỡ hại tàu người ta. Sau này chung thế lặng gần 2 tạ các bạn. Hiệu quả. Chưa vào các bạn. Là phải ấn. Chút luôn rồi, vào được. Được, chơi bằng máy các bạn ạ. Không biết chúng ta có chơi máy không nên phí sức. Ấn nó xuống đây. Vào chưa? Thì mẹ nó vào rồi.
chưa vào được các bạn. Đây, tao chơi biện pháp mạnh. Các bạn nhìn thấy cái gầu máy xúc cũ kia ấn ở đấy. Oh my.